Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Trịnh Văn Mobile nha. Bên mình là chuyên mua bán giao lưu trao đổi điện thoại. Bên mình có hỗ trợ trả góp qua ngân hàng và hỗ trợ trả góp qua thẻ tín dụng nha. Địa chỉ là số 321 Tân Sơn, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Trang fanpage của bên mình là Trịnh Văn Mobile, có địa chỉ link dưới phần mô tả video nha. Anh em nào mà có nhu cầu xem màn ảnh chi tiết máy thì mình cứ inbox bên trang fanpage. Số điện thoại của bên mình là 0839444400, số thứ hai là 0616848, số thứ ba là 0585350. Bên mình thì làm việc từ 8:30 sáng đến 8:00 tối nha. Chính sách bảo hành là 3 tháng 1 đổi 1 đối với hàng chính hãng, sách tay sẽ là 1 tháng 1 đổi 1. Qua thời gian bảo hành 1 đổi 1 thì mình vẫn hỗ trợ mọi người sửa chữa nha. Phụ kiện đi kèm theo máy là cáp sạc, một số máy được hỗ trợ tai nghe và một số máy thì không được nha. Cáp sạc của bên mình là cáp sạc Samsung 15W. Anh em nào ở xa có nhu cầu mua điện thoại bên mình thì vui lòng cọc cho bên mình trước phí ship nha. Bên mình ship toàn quốc luôn, cho anh em được kiểm tra máy, test máy trước khi thanh toán tiền nha. Anh em nào muốn xem hình ảnh chi tiết máy thì mình cứ inbox trên trang fanpage nha, mình sẽ gửi hình ảnh chi tiết máy cho mọi người tham khảo. Ở thành phố Hồ Chí Minh thì mình có ship nhanh nha, trong vòng 1 tiếng mọi người có thể nhận được máy. Anh em nào có nhu cầu trả góp thì mình qua cửa hàng trả góp trực tiếp nha, không làm online nha mọi người. iPhone 12 Pro Max nha, con này thì ngoại hình còn đẹp keng 99 luôn. Pin thì còn rất là cao, pin 90. Con này thì bản 128GB. iPhone 12 Pro Max nha, bản Mỹ, 128GB, máy đẹp keng. Giá bán của bên mình là 18 triệu 8 nha, 18 triệu 8, pin 90, pin cao nha. iPhone 11 Pro Max, máy cũng đẹp keng luôn. Con này pin 100, máy zin nha, bản Mỹ luôn, 64GB. Giá bán của bên mình là 12 triệu rưỡi nha, 12 triệu rưỡi. Xiaomi Mi 11 Lite 5G. Ne, máy đẹp keng 99. Giá bán của bên mình Mi 11 Lite 5G Ne là 5 triệu nha. Mình có màu xanh, màu trắng và màu đen. Mi 11 Lite 5G Ne. Samsung Galaxy A12. Con này thì RAM tới 6GB nha, RAM 6GB A12, RAM 6GB. Giá bán là 2.750.000. Máy đẹp 98 nha. iPhone 12 Pro Max màu gold, máy đẹp nha. Con này pin thì còn tới 98 nha, pin cao này cực kỳ hiếm. Giá bán của bên mình là 19 triệu 2. 12 Pro Max pin cao nha, 19 triệu 2. Máy đẹp 98. Vinmax Joy 4. Soi 4 này thì RAM 3GB nha, giá bán là 1.950.000. Soi 4 nha, RAM 3, 1.950.000. Samsung Galaxy A73 5G đẹp keng nha, giá bán là 7.350.000, màu trắng A73 5G, bảo hành chính hãng dài nha. iPhone 7 Plus. Con này camera nó có đốm nhẹ nha, có đốm nhẹ nha mọi người. 7 LED nha, camera đốm nhẹ, giá thì chữa cháy thôi nha. 2.450.000. 7 LED hàng Việt Nam. 32GB nha. Con này vỏ nó hơi trầy, máy thì zin. Giá chữa cháy thôi nha mọi người. Bên mình thì mình không có dọn máy, pin thay 100% luôn rồi. Vỏ nó hơi trầy, hơi xấu nha. Giá chỉ có 2.450.000, 7 LED nha. Camera nó có đốm nhẹ nè. Đây, đốm nhẹ, chụp chụp vô nền trắng mình mới thấy nha mọi người, đây nè. Chụp vô nền trắng mới thấy nha. 2.450.000. iPhone X pin 83. Máy thì còn khá là đẹp nha, nguyên zin iPhone X nha. Máy nguyên zin. Con này thì 64GB quốc tế iPhone X. Giá bán của bên mình là 4.850.000 nha, iPhone X nha, máy zin. Xiaomi
Poco F3. Poco F3 nha. Con này thì bản 256GB, RAM là 8GB nha, máy đẹp 98%. Giá bán của bên mình là 6.150.000 nha, Poco F3 6150. iPhone 11 Pro Max nha. Con này thì pin còn tới 92, máy còn tương đối đẹp nha, tầm 98. Giá bán là 12 triệu 2 nha, 11 Pro Max màu gold 12 triệu 2. Pin cao nha, pin cao thì giá máy nó cũng sẽ cao hơn một tí. Hôm nay mình về được một lô S20 LED 5G nha, S20 LED 5G về được lô. Máy đẹp keng nha. Giá bán của bên mình là 6 triệu 4, đủ màu luôn. Mình có 5 màu luôn nha, xám, xanh, xanh ngọc, trắng và đỏ nha. S20 LED 5G. Samsung M53 5G nha, máy đẹp keng. 7 triệu 2 nha. Full box là 7 triệu rưỡi nha mọi người, full box là 7 triệu rưỡi, máy không là 7 triệu 2. M53 5G. iPhone 11 Pro nha, pin 84. Con này thì màn thay nha. Nó báo là màn thay chính hãng nha mọi người, máy đẹp. Giá bán là 8 triệu rưỡi nha, 8 triệu rưỡi. Ngoại hình đẹp chầm 98 nha, 11 Pro. Giá cực kỳ tốt nha. iPhone 12 mini hàng Việt Nam 64GB, con này pin còn 85, giá bán là 7 triệu rưỡi nha, 12 mini 7 triệu rưỡi nha, giá cực kỳ rẻ. Con này con Samsung A12, con này mặt lưng nó hơi xấu nè, RAM 4128, giá bán là 2.350.000 thôi. Samsung Galaxy A32 máy đẹp nha, A32 giá bán của bên mình là 3.750.000, máy đẹp. OnePlus 7 Pro nha, OnePlus 7 Pro RAM 8256, máy đẹp keng 99 nha, 5.700.000. OnePlus 7 Pro. Realme V15 nha, V15 5G 3.550.000. Oppo Reno 8 5G RAM 8256, máy đẹp 99 nha, 9.400.000. Reno 8 5G. Oppo Reno 6 5G nha, cây này thì mặt lưng nó hơi chạy xíu, giá là 4.150.000, máy đẹp là 4.400.000 nha. Realme GT Neo 2T 5.150.000, máy đẹp nha, GT Neo 2T. Samsung A02S nha, cây này thì vỏ nó hơi chạy. A02S này thì RAM 3GB, một nhớ trong 32GB nha. Con này vỏ nó hơi xấu nha mọi người. Giá bán của bên mình là 1.950.000 thôi. A02S 1.950.000 nha. Samsung Galaxy S21 Ultra nha, cái này thay nắp lưng rồi. Giá bán là 10.900.000 nha. Hàng chính hãng 2 SIM. Samsung Galaxy S20 LED 5G màu xanh nha, giá bán là 6.400.000. iPhone 12 Pro Max, con này thì bạn 2 SIM vật lý 256GB, giá bán là 19 triệu nha, pin 85, 2 SIM vật lý luôn. Bản ZA là 2 SIM vật lý nha mọi người. VinMax Activa màu rất là đẹp, màu tím, máy keng 99, 2350 nha, RAM tới 6GB. iPhone XS Max 64GB, pin 82 nha, máy đẹp 98 quốc tế. Cây này pin còn 82 nha mọi người. Giá bán của bên mình là 6.850.000. XS Max nha, 6.850.000. Xiaomi Samsung Note 10 Lite 2 SIM 8128, máy đẹp 98 nha, 4.450.000. Note 10 Lite. VinMax Activa máy đẹp 99, 2350 nha. Poco X3 RAM 6128, máy 97 nha, 3.050.000. Poco X3 C.
Samsung Galaxy Note 10 LED chính hãng, 2 SIM, hàng Việt Nam, máy 97, 6,8 triệu nha, hàng Việt Nam. Galaxy Z Fold 3 1 SIM bản hàng, RAM 12 256. Coi nó hơi trầy này, đây nó hơi trầy nha, mà anh em gặp lại là không thấy trầy nữa nha. Đây, máy thì ngoại hình tổng thể 97 thôi, bản hàng nha, giá bán thì chỉ có 18 triệu nha. Z Fold 3 18 triệu, có Z Fold 3 màu bạc hàng công ty nữa nha, màu bạc cũng có trầy nhẹ nha, cũng có trầy nhẹ. Thì cái viền này là như nó sơn lên nha mọi người, sơn lên nó rất là dễ trầy. Z Fold 3 bảo hành tới tháng 5 2023, máy đẹp 98%, 20.350.000, màu bạc nha, màu bạc nhìn rất là đẹp luôn. Nokia 5.3, RAM 3 và nhớ trong 64, máy 98, 1750, 1.750.000. Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G, máy đẹp keng 99 nha, 11,5 triệu. Note 20 Ultra 5G, bản Hàn Quốc nha, máy đẹp 99. Samsung S21 5G, 2 SIM, RAM 8, 128, máy keng 99 nha, 8,8 triệu, còn mua hàng luôn, 8,8 triệu. Samsung Galaxy A53 5G, RAM 8, 128, bảo hành tháng 4, 2023 nha. Cây này máy đẹp keng 99%, 5,750.000. Mình có 3 màu nha, màu trắng nè, màu cam nè và màu xanh. A53 5G nha. VinMax Soi 4, RAM 6, bảo hành 64, 99 luôn, 2,4 triệu. Samsung S21 Ultra 5G, hãng 2 SIM, máy đẹp 99, 13,3 triệu nha. Oppo A52, máy đẹp 98, 2,750.000 nha, A52. Oppo A15, RAM 3, bộ nhớ trong 32, máy đẹp 98 nha, trầy nhẹ, 2,250.000, A15. Samsung Galaxy Note 10 LED Mỹ nha, máy đẹp 98, 6,7 triệu, Note 10 LED Mỹ. Samsung Galaxy Note 10 LED Nhật nha, máy Note 10 LED Nhật. Nhật thì giá bán chỉ có 6,5 triệu thôi, máy đẹp 98 nha, Note 10 LED. Samsung M52 5G, máy đẹp 99 nha, 5,5 triệu. M52 5G, bảo hành tới tháng 1 2023. M52 5G. Con này Samsung A53 5G nha, con này nó có cắn nè. Có cắn nha. Giá thì chỉ có 5 triệu thôi, A53 5G, 5 triệu. A12 6128, máy 98, 2750. Xiaomi Redmi 10 nha, Redmi 10, máy 97 cho có hơi trầy nè, 2,6 triệu thôi, Redmi 10. Oppo Reno 7 LTE 8128, máy keng 99 nha, 5,750. S21 Ultra 5G, 2 SIM, 12,250.000 nha. Poco C40, RAM 4 và nhớ trong 64, máy keng 99, 2,350.000. Samsung A72, RAM 8, 256, 5,6 triệu, máy 99 nha. Xiaomi Redmi 9A, máy 97, vỏ nó cũng có hơi trầy, 1,450.000 thôi, Redmi 9A. Samsung Galaxy Note 20 5G, con này ngoại hình 97 nha, giá bán là 6,8 triệu, có hơi trầy nè, 6,8 triệu thôi. Samsung Galaxy Note 10 5G, RAM 12, bộ nhớ 256 nha, con này thì giá bán là 4,850.000, có hơi trầy nhẹ, Note 10 5G. Mình có cái Note 10 5G mà hình nó có lưu ảnh nha, rất là nhẹ thôi, 4,550.000. S21 LED 5G, 2 SIM, máy đẹp 99 nha, 10 triệu, màu bạc nha, màu bạc xài rất là đẹp. A53 5G màu đen, máy 99 luôn, 5,750. S20 Ultra, Samsung S20 Ultra nha, con này thì bản Mỹ, giá bán của bên mình cây này là 7,5 triệu, S20 Ultra bản Mỹ nha.
iPhone 12 lóc 64GB pin 87 chưa có bán sim ghép nha, giá bán chỉ có 8 triệu giảm giá. Vinmart Ati 356GB máy 98 2250. Note 10 LED 5G bản hàng nha. 6 triệu 7. Máy đẹp 98 nha. Samsung Galaxy S10 5G máy đẹp 98%, S10 5G 5.150.000. 5.150.000 nha. Samsung Galaxy S20 FE 5G bản hàng máy đẹp nha. Chạy chip Snapdragon là 865 luôn. Con này thì mình có hàng chính hãng nha. Bản hàng thì RAM 6128, chạy chip 865. Giá bán là 5.6 triệu, còn bản chính hãng RAM 8256, giá bán là 7 triệu nha. Mình có hai màu, xanh đen và xanh ngọc nha. Oppo Reno 7Z 5G nha, giá bán của bên mình là 6.3 triệu. Mình có hai màu nha, bạc và đen, 7Z 5G. Xiaomi Mi 11T Pro RAM 12256 nha, máy đẹp keng 99, Mi 11T Pro. Giá bán của bên mình là 8 triệu nha mọi người, Mi 11T Pro 8 triệu. Oppo Reno 6 5G máy đẹp keng 99 nha, Reno 6 5G. Giá bán của bên mình là 6 triệu 1. Máy còn keng không trầy xước nha, Reno 6 5G. 6 triệu 1. Màu bạc đầu tiên là cây Bphone A60 RAM 6128 máy đẹp 99 nha. Bphone này thì còn full box luôn, giá bán thì chỉ có 3.2 triệu thôi. A60 này nói chung là màn hình rất là đẹp nha, máy xài rất là mượt luôn. Hàng Việt Nam xài khá là ok nha mọi người. Máy rất là đẹp nha, Bphone A60 còn đẹp keng 99. Giá bán là 3.2 triệu nha, Bphone A60 đây. 3.2 triệu. Full box nha. Anh em có nhu cầu trải nghiệm Bphone thì cứ inbox bên mình nha mọi người. Con này chạy chip Helio G85, màn hình 6.67 inch, độ phân giải là Full HD nha. Pin được 5.000, pin này khá là ổn. Máy đẹp keng nha, 3.2 triệu thôi. Tiếp theo là cây Vivo X60 Pro 5G RAM 12256 nha. Con này cũng hàng chính hãng luôn. Và chạy chip Snapdragon là 870, X60 Pro full box nha. Con này nói chung khả năng quay phim rất là tốt nha. Chạy chip Snap 870, máy đẹp 99, còn full box. Con này thì quay phim chống rung cực kỳ tốt luôn nha mọi người, chống rung như gimbal, khỏi cần gimbal luôn. Giá bán là 8.9 triệu nha, Vivo X60 Pro full box, có phụ kiện zin đầy đủ nha, cáp sạc tai nghe ốp lưng đầy đủ nha mọi người, X60 Pro hàng công ty. Oppo Buds E nha, RAM 4164, máy đẹp 99, bảo hành chính hãng hơn 11 tháng nữa nha. Oppo này thì màn hình con này khá là đẹp luôn, màn hình độ phân giải tới 2K, RAM 4164, chạy chip Snapdragon là 860, full box, bảo hành dài, hàng công ty. Màn hình con này là độ phân giải 2K, màn hình tới 10 inch hay 11 inch gì đấy nha, màn hình rất là to. Bao da thì cực kỳ đẹp luôn, chưa xài tới luôn nha. Giá bán là 4.650.000 full box nha, Oppo Buds E. Samsung Galaxy Z Fold 3 RAM 12256, con này thì màu xanh rêu, ngoại hình thì tầm 97%, có trầy nha. Đây. Z Fold 3 RAM tới 12GB bộ nhớ 256 nha. Nó hơi trầy nha mọi người. Hàng chính hãng nha, vẫn còn bảo hành. Z Fold 3 màu xanh rêu, full box, giá bán của bên mình là 19.250.000. Z Fold 3 nha, full box 19.250.000. Vinmark Aris RAM 6164, máy đẹp 98 nha. Con này thì có trầy nhẹ, Aris. Có trầy nhẹ nha, giá cực kỳ tốt. 2.950.000 Vinmark Aris full box, 2.950.000. Máy đẹp keng nữa nha, có máy đẹp keng đây, 99 luôn. Không trầy xước gì hết, máy đẹp như mới luôn nha. Nhìn cái cổng sạc nó là mình biết máy này rất là ít xài nha. Giá bán của bên mình là 3.3 triệu, RAM 6GB Aris nha. Máy trần đẹp như mới, giá bán là 3.2 triệu cho bản RAM 6GB và bản RAM 8GB là 3.3 triệu.
Samsung Galaxy M53 5G, con này thì hàng thế di động, máy đẹp keng, bảo hành tới tháng 7 2023 nha, bảo hành tới 11 tháng nữa. Giá bán của bên mình là 7 triệu rưỡi, M53 5G nha, 7 triệu rưỡi. iPhone 11 64GB, hàng Việt Nam, bảo hành tới tháng 3 2023, màu đen, giá bán của bên mình là 9 triệu 2, nó đầy đủ phụ kiện zin theo máy luôn nha. Pin thì còn tới 99 nha. iPhone 11 hàng VE. Poco C40 nha, máy cũng phun bóc đẹp 99. Đây, giá bán là 2.550.000 C40. C40 sở hữu màn hình rất là to nha. Con này màn hình chắc có tầm 6.8 inch nha, pin thì được 5.000, pin khá là khỏe. Xiaomi Redmi K40, RAM 8128, máy đẹp 99, giá bán là 6 triệu nha, 6 triệu full box. Còn bản RAM 6128 là 5 triệu 8 nha mọi người. Còn máy trần RAM 8GB 5 triệu 8 và RAM 6GB là 5 triệu 6 nha, Redmi K40. Anh em nào muốn xem hình ảnh chi tiết máy thì mình cứ inbox bên trang fanpage nha, mình sẽ gửi hình ảnh chi tiết cho mọi người tham khảo trước khi chốt máy nha. Xiaomi Redmi Note 9 RAM 4128, con này thì pin 5000, camera chính là 48 chấm nha. Máy thì ngoại hình đẹp 98, giá bán của bên mình là 2.850.000. Samsung Galaxy S21 Plus 5G 2 SIM, 9.750.000 nha. Máy đẹp 99 là 10 triệu, S21 Plus nha. Đây, màu đen, máy còn khá là đẹp, 9.750.000. Ngoại hình tầm 98%, full box. Oppo A76 nha, con này bảo hành chính hãng còn khá là dài luôn, máy đẹp 99, 3.950.000, màu đen nha, Oppo A76. Oppo A74, con này Oppo Reno 7 nha, RAM 8128, máy đẹp 99, 5.700.000, Reno 7 nha. Samsung Galaxy S20 Ultra, con này bản Mỹ, Ultra 5G nha, bản Mỹ. Máy thì có trầy nhẹ cái viền nha. Giá bán của bên mình là 7 triệu 6. Samsung S20 FE 2 SIM, RAM 8256. Máy đẹp 98 nha, 6 triệu 9, S20 FE. Samsung S20 LED 5G, RAM 12256, máy đẹp 98, 6 triệu 4. Samsung Galaxy Note 20 5G, máy đẹp 98, con này màu hường, màu rất là đẹp luôn. Giá bán là 7 triệu 2 nha, bản 5G thì chạy chip Snapdragon. Xiaomi Redmi 10C, 2.150.000, RAM 4664, máy trầy nhẹ nha, 2150. Redmi 10C. Samsung S21 Ultra 5G 2 SIM, 12.250.000 nha, máy trầy nhẹ. S21 Ultra 5G, hàng chính hãng nha, giá chỉ có 12.250.000 thôi. iPhone 12 64GB, pin 84, 10 triệu 6 nha, máy đẹp 98, iPhone 12. iPhone 12 phiên bản lock, chưa có ghép SIM nha, pin thì còn 87, máy nguyên zin, màu tím đẹp keng 99, giá bán là 8 triệu 2. Mi Note 11 Pro 8128, mình có 3 màu nha, màu này là màu đa sắc nha, và màu trắng và màu đen, giá bán chỉ có 4 triệu 8 thôi. VinMax Active 3, RAM 6GB, máy đẹp 99, 2.250.000 nha, máy trầy nhẹ 98 thôi, 2.250.000, máy 99 là 2.350.000 nha. Samsung A53 5G 8128, bảo hành tháng 4 2023, máy đẹp 99, 5.750.000 nha. Con này là con VinMax Aris RAM 8128, 3.3, máy keng 99 nha, RAM 6GB là 3.2, máy đẹp 99 như mới luôn. Nokia 2.4, RAM 2 bình như trong 32, máy 97 nha, 1.350.000 thôi, Nokia 2.4 nha. Xiaomi Redmi Note 9 Pro 3250, máy đẹp 98, trầy nhẹ nha, Note 9 Pro 3.250.000.
Con này con Samsung Galaxy Note 10 2 SIM, con này thì RAM 8 256 nha, 5.450.000, Note 10 nha, chính hãng. 450. Oppo Reno 7Z 5G, con này RAM 8 128, 5.950.000 nha. Oppo Reno 7 nha, 5.700.000, máy đẹp 99. 7Z là 6.300.000 nha, máy Ken 99, Oppo Reno 7Z. Con này Samsung Galaxy A72 nha, RAM 8 256, máy đẹp 98, 5.600.000 nha, màu trắng. Poco C40, RAM 4 như trong số 4, 2.350.000 nha. Nokia C40. Xiaomi Redmi 9A, con này thì giá bán là 1.450.000, vỏ nó hơi trầy tí nha. Redmi 9A Xiaomi, màn hình thì rất là to, pin nó được 5.000. Xiaomi Samsung Note 20 5G, máy đẹp 97% nha. Cái này máy thì có hơi trầy. Cái này giá bán của bên mình là 6.900.000 nha. Note 20 5G, 6.900.000. Samsung Galaxy Note 10 5G ra 12, 4.850.000 nha. Note 10 5G đó. S21 LED 5G 2 SIM 10.000.000 nha, máy đẹp. S21 LED 5G 2 SIM, máy đẹp nha. iPhone 12 Pro Max nha, con này thì phiên bản tới 256GB, pin 85. Con này bản 2 SIM vật lý nha. Giá bán của bên mình cái này là 19.000.000. Pin 85 nha, iPhone 12 Pro Max pin 85 chỉ có giá 19.000.000 thôi. 2 SIM vật lý. Xiaomi Redmi Note 10S nha, RAM 8 128, 3.550.000 nha. Máy 98 có đèn nhẹ, Note 10S. Xiaomi Redmi K40 Gaming, RAM 8 128, máy đẹp 98, 5.650.000 nha, K40 Gaming. Xiaomi Redmi Note 10 nha, RAM 4 128, 3.2, Note 10 5G nha. RAM 4, bộ nhớ trong 128, 3.2. Đây, máy đẹp nữa nha. Con này là con Blacksat 4, 8128, máy 97 nha, 6.500.000. Blacksat 4, bản RAM 8GB, máy trầy nhẹ, 6.500.000 nha. Xiaomi Redmi Note 10S, RAM 6, 128, con này thì 3450, máy đẹp 98 nha. Xiaomi Mi 11, RAM 8, 128, 7.750.000 nha, Mi 11. Con này bản sách tay, con này là dòng Lexus của Xiaomi nha, máy đẹp 98, màn hình cong nè, camera máy chính là 108 chấm nha, chạy chiếc Snapdragon là 888. Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE, RAM 8 256 nha, phiên bản 256GB là 5.200.000, bản 128 là 5.000.000 nha. Xiaomi Redmi Note 10, RAM 4 và nhớ trong 64, máy đẹp 98, 2.950.000 nha. Xiaomi Mi 11T 8128, máy 98, 5.800.000 nha. Mi 11T, chạy chip Dimensity là 1.200.000, camera camera chính là 108 chấm, máy đẹp 99, giá bán là 6.000.000. Mi 11T. Poco X3 Pro, RAM 8 256, mà sườn nó hơi cắn nhẹ nha. X3 Pro, giá bán là 4.350.000. Cái này là RAM 6 128 máy 99 nha, Ken 4.000.000. X3 Pro. Mình có một cây này nó nứt nhẹ kính thôi. RAM 8 256 3.900.000 nha. Poco X3 Pro thì chạy chip Snapdragon là 860 nha, chip khá là mạnh luôn. Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE đây, 5.000.000 nha, máy đẹp 99. Có màu hồng, màu đen. Poco F3 RAM 6 128 máy đẹp 99 nha, giá bán là 5.700.000 nha, 5.700.000. Con này chạy chip Snapdragon là 870 nha, màn OLED chip rất là mạnh luôn. Mi Note 9 Pro 5G, RAM 6 128, 3.900.000 máy đẹp nha. Con này chạy chip Snapdragon là 750.
Xiaomi Redmi Note 11 Lite, máy đẹp 98, 4350 nha. 4.250.000 thôi, Mi 11 Lite. Mi 11 Lite 4G nha. 4.250.000. Còn lại con Xiaomi Mi 12, máy đẹp 99, 9.2 nha. Mi 12, máy đẹp 99, 9.2. Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G, 5.5 triệu, máy đẹp 99 nha. Note 11 Pro 5G. Mình có Note 11 Pro 5G, 11 Pro LED 5G nha, giá bán là 6 triệu. Con này camera 108 chấm nha, được nâng cấp hơn, máy đẹp. Con này là con siêu phẩm của OnePlus nha, OnePlus 10 Pro 5G, chạy chip Snapdragon là 8 Gen 1 nha. Máy này còn khá là đẹp luôn, màn hình cong. Giá bán là 12 triệu rưỡi nha, OnePlus Pro, OnePlus 10 Pro 5G nha. Cái là cây Vivo V20 3.550.000 nha. Vivo Y50 giá bán là 4 triệu nha, máy đẹp 99, Vivo Y50. Vivo V23e 8128, máy đẹp 98 là 3.850.000 thôi. Còn máy 99 là 3 triệu, máy 9 màu bạc, máy 98 nữa là 3.900.000 nha. Máy đẹp keng như mới thì giá bán của bên mình là 4 triệu. Vivo Y33S 8128, máy đẹp 99, 4.2 triệu nha. 3.500.000 chứ. Vivo Y33S 3.500.000. Vivo V21 5G, con này màn hình nó lưu ảnh rất là nhẹ nha, 3.600.000. Cái này máy 97 thì giá bán là 3.800.000 nha. Máy đẹp 99 là 3.900.000. Còn phone box là 4 triệu nha, Vivo V21 5G. Con này là con Vivo Y53S nha, 3.000.000. Con này hơi trầy, 3.500.000 nha, máy đẹp 3.700.000. Realme GT Neo 2T 5150, máy đẹp nha, GT Neo 2T. Xiaomi Black 4 8128 nha, con này thì ngoại hình đẹp 98. Con này thì màn hình nó có lưu ảnh rất là nhẹ luôn, giá bán là 5.800.000. Xiaomi Mi 11T Pro RAM 12 256, máy keng 99 nha, giá bán là 8 triệu. Mi 11T Pro nha, bản RAM 12GB. Xiaomi Redmi K50 Pro 8128 nha, con này sách tay chưa tiếng Việt, giá bán là 7.900.000. K50 Pro nha. Poco M3 Pro RAM 6128, M3 Pro 5G nha, 3.400.000, máy đẹp 98. Redmi 9A RAM 23, bộ nhớ 32, 1.550.000 nha. Xiaomi Redmi K40S nha, máy sách tay chưa có tiếng Việt, 6.250.000, máy đẹp nha, K40S. Xiaomi Redmi 10, con này RAM 4GB, máy keng 99, giá bán là 3 triệu nha. Mình có RAM 6128, máy đẹp 98 thì giá bán là 3.150.000 nha. Redmi 10. Oppo Bud E RAM 4GB nha, Oppo Bud E. Con này mới xài được có vài ngày thôi, máy thì ngoại hình đẹp như mới luôn, có bầu da nữa nha. Con này chạy chip Snapdragon là 680 chứ. Màn hình độ phân giải 2K nha, màn hình rất là đẹp luôn, Oppo Bud E. Giá bán của bên mình cây này là 4.650.000 nha, 4.650.000 thôi. Máy vừa ra, còn bảo hành chính hãng rất là dài. Con này là iPad Gen 8 nha, Wi-Fi 3G luôn, giá bán là 7.500.000. iPad Gen 8 nha, trong phiên bản Wi-Fi 3G 32GB, máy đẹp keng 99, 7.500.000 nha. iPad Gen 6, con này bản công ty này, ZA là hàng công ty nha. Con này máy đẹp 99, 128GB, giá bán là 6 triệu nha, phiên bản 128GB. iPad Gen 8 nha, máy đẹp 99 luôn, 7.200.000. Gen 8 32GB, máy đẹp 99, 7.200.000 nha. iPad Gen 5 4G Wi-Fi cộng 4G nha. Con này máy đẹp 98, giá bán của bên mình là 4.500.000. iPad Gen 6 Wi-Fi 4G 32GB, 5.500.000 nha. iPad Gen 6 4G Wi-Fi. Con này là con Lenovo Bud M10 LED nha, giá bán là 3.800.000 nha, M10 LED 3.800.000.
còn một cây Mi Bát 5 nha, một cây Xiaomi Mi Bát 5. Con này 128GB, giá bán là 6.8 triệu nha, Mi Bát 5. Còn một cây nhé, Mi Bát Gen 8 ZA, máy đẹp 99 nha. Cây này giá bán của bên mình là 7 triệu nha, 32GB, Gen 8, 7 triệu. iPhone 12 Pro, máy thì đẹp 97 nha, pin 90, 12 Pro, giá cực kỳ tốt, 14 triệu nha. Con này thì bản Mỹ, 128GB, 12 Pro, 12 Pro, 256GB, giá bán là 15 triệu luôn nha, 256GB, máy đẹp 98, 15 triệu thôi. Con này là con iPhone 12, pin 83 nha, giá bán của bên mình là 10 triệu 8, máy đẹp 98, một cái. iPhone XS nha, con này thì bản Nhật mắc Face ID rồi, giá bán là 4 triệu 4 XS nha. 12 Pro, hàng Việt Nam, pin 90, máy đẹp 98, con này giá bán là 15 triệu 2. iPhone 11 Pro Max Lock, chưa fit SIM, 9 triệu nha. 11 Pro Max, anh em là gì ghép SIM ghê, cài SIM ghép cho xài nha. Con này là iPhone 13 Pro Max bản ZA nha, bản 2 sim vật lý, pin 84, 22 triệu 500. iPhone 12 Pro hàng Việt Nam, 128GB, pin 84, máy đẹp nha, giá bán là 14 triệu rưỡi nha, 14 triệu rưỡi. iPhone 12 Pro 128GB, pin còn tới 98 nha, pin khá là cao, máy đẹp 98, giá bán là 15 triệu. iPhone 12 64GB, pin 87 nha, máy đẹp 98, 11 triệu rưỡi nha. Tiếp theo là iPhone 12 Pro Max, con này pin 85, máy đẹp 98, 18 triệu nha. 12 Pro Max, pin 85, máy còn khá đẹp, nguyên zin. iPhone 13, pin 99, máy đẹp 98, 15.8 nha, iPhone 13. iPhone 13 tiếp nha, máy 97, 15 triệu nha, máy đẹp 98. iPhone 11 Pro Max 64GB, pin 85, 12 triệu nha. iPhone 11 hàng Việt Nam còn bảo hành hơn 1 tháng nữa nha, máy đẹp 99, pin 94 luôn, pin khá là cao, hàng Việt Nam còn bảo hành thì giá nó sẽ chát hơn nha, giá bán là 8 triệu 7. iPhone 12 Pro Max 128GB, pin 96 luôn nha, pin khá là cao, máy đẹp 98, 18 triệu rưỡi nha. iPhone 11 hàng Việt Nam 64GB, pin 97, bảo hành dài, máy đẹp 99 nha, giá bán là 9 triệu. iPhone 12 Pro Max nha, con này pin 100% luôn, kiếm một cây 100% rất là hiếm, màu trắng, máy đẹp keng, 19 triệu rưỡi nha. iPhone XS Max 64GB, mắc Face 6150 nha, XS Max 6150, mắc Face ID nha. Con này thì 64GB. Zlip 3 5G, RAM 8 128, máy đẹp 99 nha. Con này giá bán là 9.850.000 bản Mỹ. Con này vẫn được 2 sim nha. Bản Mỹ thì hiện tại vẫn xài được 2 sim. Một sim vật lý và một eSIM nha. Con này là con Vivo i15a 2.2, Vivo i15s mình cũng bán đồng giá luôn 2.2 thôi. Realme. Con này là V15 5G, 3.550.000 nha. Realme V15 5G. Vivo i21 nha, giá bán là 2550, mình có i21s nữa nha. 21s thì mình có là RAM 4GB, giá bán là 2.850.000 và RAM 6GB là 3 triệu nha. Còn i21s thì camera chính nó là tới 50 chấm lần nha, nó cao hơn con này. Tiếp theo là Vivo V19 Neo, giá bán là 2.750.000, con này ngoài hình nó hơi trầy nha. Con này thì RAM tới 8GB, màn hình OLED, camera 48 chấm. Con này con Vivo i21s này nha mọi người, giá bán là 3 triệu thôi, xóa lỗ nha mọi người. Vivo V20SE giá bán là 3 triệu nha, V20SE 3 triệu. Con này con Vivo V17 Pro, máy mình cũng bán với giá là 3 triệu nha, thay nắp lưng rồi. Con này camera trước trượt lên, màn hình OLED nha, V17 Pro. Samsung Galaxy S21 Ultra nha, S21 Ultra, con này nó có đốm nè, đốm rồi nha, hàng chính hãng, nói chung là ngoại hình nó đẹp 97%.
giá thì cực kỳ tốt thôi. Giá bán cây này của bên mình là 8.650.000 nha, 8.650.000. Cây này Samsung A33 5G, giá bán là 4.800, có hai màu xanh và màu cam. Vivo V21 5G đây, máy đẹp keng 3.900.000 nha. Con này là con Samsung A53 5G 5450, máy 98 nha, máy 99 là 5.800.000. Con này là con A53 5G nha, máy đẹp 5.800.000. Con này là con Samsung Note 20 2 SIM hàng chính hãng, máy hơi trầy nha. Giá bán của bên mình là 7.850.000. Tiếp theo là Samsung A22 3.250.000, nó hơi trầy nhẹ nha, A22. Mình có A22 5G, giá bán là 3.450, nó cũng hơi trầy. Con này có 5G nha, được trang bị 5G luôn. Realme 9 4.650.000 nha, Realme 9. Mình có Realme 9 Pro, giá là 48, và Realme 9i giá bán là 3.850.000 nha. Bên mình thì mình báo giá cho mọi người, máy bên mình đang còn hàng nha. Anh em nào có nhu cầu muốn xem chi tiết thì mình cứ inbox bên fanpage nha. Fanpage thì mình sẽ gửi chi tiết cho mọi người tham khảo trước khi chốt hàng. Con này Realme C35 RAM 4 nhớ 64, 2.750.000 nha. Oppo Reno 6 5G 8128, máy đẹp 98 nha, 5.800.000 Reno 6 5G. Rồi, anh em nào có nhu cầu mua bán, giao lưu, trao đổi điện thoại thì cứ liên hệ trực tiếp với bên mình. Anh em coi video thì cho mình like, share, chia sẻ ủng hộ shop của mình nha mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi video của mình ạ.